Nếu bạn đang muốn tăng thu nhập trong thị trường tài chính, hãy trở thành đối tác liên kết với SM cùng ưu đãi độc quyền như hoa hồng cạnh tranh, không giới hạn lên đến 25 đô mỗi lot, tài liệu sản phẩm miễn phí. Trở thành đối tác của SM, nền tảng giao dịch uy tín và tăng thu nhập ngay. Ngày hôm nay mang đến với các bạn một tựa game kiếm tiền miễn phí, giúp cho các bạn có thể chơi game kiếm tiền trên PC cũng như là trên điện thoại luôn ha. Tựa game này mang tên là Visor. Nếu như các bạn đã từng chơi tựa game Genny thì tựa game này chắc chắn các bạn sẽ nắm được cơ chế của nó ha. Việc của mình là mình sẽ sở hữu những cái con phù thủy này để đi chiến đấu, và cách chiến đấu thì chúng ta sẽ nhắm bắn giống như là tựa game Genny vậy các bạn. Và trước khi vào game thì mình sẽ giới thiệu tựa game cho các bạn nắm ha, về cơ chế của game cũng như là cách chơi như thế nào ha. Ở thời điểm hiện tại thì tựa game nó có hỗ trợ tiếng Việt ha, cho nên là cái quá trình mà các bạn chơi game nó cũng đơn giản hơn. Thì ở đây các bạn thấy là một video mô phỏng về cách chơi nè các bạn. Mình sẽ sở hữu 3 con tướng hay là 3 con phù thủy á, mình sẽ đi chiến đấu. Và mỗi một cái con phù thủy nó sẽ có những cái kỹ năng khác nhau nha. Mình sẽ chơi theo lượt nha các bạn. Mỗi một lượt thì mình sẽ đi một lần. Thay vì mà các bạn chơi Genny các bạn chỉ có một con tướng đúng không? Nhưng mà với tựa game này thì các bạn sẽ có 3 con tướng trong một đội để các bạn đi chiến đấu nha. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể chơi ở trên nền tảng di động, các bạn có thể tải trên Google Play. Còn nếu các bạn chơi trên PC thì các bạn sẽ tải app riêng ha. Các bạn chỉ cần bấm vào đây để tải thôi ha. Cái việc tải nó cũng đơn giản thôi. Và tựa game này là hoàn toàn miễn phí nha. Các bạn vào game thì nó sẽ tặng cho bạn 3 con tướng. Sử dụng 3 con tướng đó để chiến đấu kiếm tiền. Trong cái quá trình chơi nếu các bạn có thua đi nữa thì các bạn vẫn có được tiền nha, có được kinh nghiệm. Vì đây là cái cơ chế kiếm tiền miễn phí cho nên là mình có thể đầu tư hoặc là không. Nếu các bạn muốn đầu tư để chiến đấu mạnh hơn thì các bạn có thể mua trên chợ nha, giá của nó cũng khá là rẻ thôi. Và token chính của tựa game Visor đó là Visor Cross ha, với mã token là SCRL, giá ở thời điểm hiện tại là 0.000039 đô cho một token nha, giá nó cũng khá là mềm đó các bạn. Thì tựa game này là tựa game chiến đấu theo lượt và mình sẽ sử dụng kỹ năng để mình chiến thắng. Đây là một cái video giới thiệu về cái tựa game Visor này. Thì đây là cốt truyện nữa ha, mình hóa thân thành những con phù thủy trong game và mình đi chiến đấu theo lượt. Mỗi một lượt như vậy thì mình sẽ có 60 giây để mình chuẩn bị nha. Còn ở đây là hướng dẫn về cách chơi các bạn. Về cái biểu tượng bông hoa nè, đó là cái biểu tượng về yếu tố thiên nhiên nè, cơ chế của nó là búp ha. Còn về mũ nè, đó là giúp cho bạn gia tăng phép thuật. Về áo choàng nè thì nó sẽ giúp cho bạn có được cái phòng thủ tốt hơn nè. Rồi về cái tích trượng nè thì sẽ giúp cho các bạn tăng được phép mạnh hơn. Các bạn có thể tìm hiểu về cái phép thuật này ha, thì nó có một cái trang riêng ở trên Medium nè các bạn. Hiện tại thì Medium nó đang chặn tại Việt Nam ha, các bạn muốn xem Medium thì bạn cần phải bật VPN lên nha. Rồi đây là nghi thức triệu hồi ha, đó là một trong những phần quan trọng nhất của trò chơi. Tính năng này thì cho phép bạn phát triển đội quân NFT của mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Để bắt đầu thì bạn cần phải có NFT Visor và một NFT Land. Các pháp sư sẽ được triệu hồi và có dạng nguyên tố là 72 giờ. Ở trong quá trình nhân giống NFT thì Visor sẽ thừa hưởng các tính năng của các pháp sư để sử dụng thuật triệu hồi. Đó thì đây là cái cơ chế các bạn triệu hồi ha. Về cái NFT Land cực kỳ có giá trị vì chúng có nhiều công dụng khác nhau. Đây là công việc để các bạn đưa các pháp sư của bạn vào trò chơi ha. Cái chức năng của nó là cổng linh hồn ha, tọa độ yếu tố, thì đây là thông tin về cái NFT Land ha các bạn. Về hệ thống chơi và kiếm tiền ha, token chính của trò chơi là token là SCGL. Thì hiện tại token này đã được list rồi nha, cho nên là các bạn có thể mua token này. Thì mua thì đơn giản thôi, các bạn mua trên Binance Swap ha. Thì với mỗi một token thì bạn sẽ đổi được là 0.0004 nha. Và token SCGL là đơn vị tiền tệ chính trong trò chơi và cho phép chúng ta có thể là mua NFT Land cũng như là mua các NFT ha. Thì mỗi một NFT tức là mỗi con tướng nó sẽ có những cái cơ chế chiến đấu khác nhau nha các bạn. Token này thì cũng có thể dùng để stack NFT nè, rồi stacking để kiếm tiền, hoặc là các bạn dùng để stacking để nhận được các vật phẩm phụ khác. Cái thứ hai nữa là trang Whitepaper, thì đây trong thông tin chính về tựa game ha, các bạn có thể vào đây để đọc nha. Hiện tại thì game hỗ trợ hai nền tảng đó là mobile và PC, cho nên là các bạn chơi ở trên nền tảng nào cũng được nha. Các ứng dụng của trò chơi này, cái đầu tiên đó là về triệu hồi đúc ra được các NFT. Cái thứ hai là thị trường NFT nè, để mình cho bạn xem về chợ NFT ha. Ở đây thì các bạn sẽ mua bằng cái đồng là SCGL nha. Thì cái đồng này các bạn sẽ mua ở trên Binance Swap hoặc là trên BitChu nha. Nó list trên hai sàn này. Thì giá ví dụ như cái con này đi, giá của nó chỉ có là 39k thôi. Thì nếu quy đổi qua cái giá này thì nó chưa tới 1 đô nữa các bạn. Rất là rẻ nha. Thì những con tướng nào các bạn thấy phù hợp thì các bạn có thể đầu tư để giúp cho đội hình của bạn mạnh hơn. Và trong một cái đội hình các bạn đi chiến đấu chỉ có 3 con tướng thôi nha. Cho nên là mình cần phải trang bị con tướng nào nó mạnh nhất để mình chiến đấu nó dễ dàng hơn. Thì đây nó có khoảng 178 trang bán NFT ha. Thì nó sẽ chia ra thành Visor, đó là phép thuật. Thì các bạn muốn xem thông tin thì bạn sẽ bấm vào đây để xem. Ví dụ như cái con này đi, con này nó hệ nước nè.
giá của nó chỉ có là 42k SCGL thôi, thì nếu như cái tỷ giá thì nó cũng chưa tới $1 nữa các bạn. Thì con này nó sẽ có những chỉ số như là lượng máu nè, lượng phép thuật nè. Ví dụ như con pháp sư này là con pháp sư hệ lửa đây ha, thì đây là cái chỉ số của nó nè. Máu nó tuy thấp nhưng mà cái sức tấn công nó rất là mạnh nha. Rồi về NFT Land á, thì đây mình thấy giá nó cũng khá là cao ha, 1.000.000 nè, 1.000.000 nhân với tỷ giá này á, thì nó cũng khá là cao các bạn. Thì nó sẽ tùy vào từng land mà các bạn muốn mua nha, nó sẽ có những chức năng khác nhau các bạn. Còn đây là những skin hay là những cái vật phẩm phụ mang theo á, các bạn mang theo những vật phẩm phụ này á, nó sẽ giúp cho các bạn chiến đấu tốt hơn ha. Thì đây cũng là giá của nó nha các bạn, mình sẽ sử dụng cái đồng là SCGL nha. Các bạn muốn mua thì bạn sẽ kết nối với cái ví MetaMask của bạn và trong ví của bạn phải có cái đồng này các bạn mua nha. Sau khi mua xong thì bạn kết nối với game và các bạn add vào game thôi thì nó sẽ tự động nó chuyển qua trong game của bạn nha. Cái thứ ba là cái cơ chế stacking. Cơ chế stacking này các bạn sẽ stacking tối thiểu là 100.000 cái đồng STGL nha. Và với mỗi một cái phần stacking các bạn sẽ nhận được những cái phần quà khác nhau. Ví dụ như các bạn stack cơ chế 15 ngày á, thì phần thưởng của bạn là những cái vật phẩm này nha. Còn các bạn stacking gói 30 ngày thì đây là những phần thưởng tương ứng. Tương tự như vậy, cái gói stacking 90 ngày thì đây là những cái phần thưởng của bạn ha. Cái số token stacking tối thiểu là 100.000 token nha. Nếu như các bạn nhân tỷ giá thì nó cũng khoảng hơn đô thôi các bạn. Đây là một số hình ảnh về tựa game nè, các bạn có thể xem trước để khi vào trò chơi các bạn sẽ dễ dàng hơn. Như là ở đây là một cái map nè, mình sẽ có 3 con tướng, địch nó sẽ có 3 con tướng. Chúng ta sẽ có 60 giây để chúng ta chuẩn bị một cái vòng để chúng ta đánh. Thì việc của mình là mình sẽ di chuyển gần con tướng hoặc là di chuyển như nào cho nó phù hợp á, giống như Genny vậy các bạn. Sau đó thì mình sẽ dùng cái phép thuật của mình để mình đi tấn công. Thì đây cũng là một cái mô phỏng về một cái trò chơi nè các bạn. Đó, mình sẽ núp ở những cái chỗ nào nó tránh bị địch tấn công á, để mình giảm thiểu sát thương ha. Thì đây là một số cái hình ảnh chiến đấu trong game nè. Ngoài ra thì các bạn có thể follow các kênh social của VG nha. Thì mình sẽ vào trang Twitter các bạn xem nha. Ở trên Twitter thì hiện tại nó có khoảng hơn 18k follower các bạn. Xem về hướng dẫn cách chơi này kia thì bạn sẽ vào trang Medium thì nó sẽ có hướng dẫn cụ thể. Và muốn xem được Medium thì bạn cần phải bật VPN ra nha. Và trong quá trình các bạn chơi, nếu như các bạn có thua đi nữa thì bạn vẫn nhận được phần thưởng nha. Thì đây là một số thông tin về những cái bản cập nhật nè. Các bạn có thể vào đây để xem các bài viết ha. Và đây là đội ngũ phát triển của VG. Một số kênh hợp tác, rất là nhiều những bên hợp tác với VG các bạn. Đây là những cái bên đối tác nha. Rồi phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nha các bạn. Đây là các sàn đã list cái token này như là PancakeSwap nè, BitChu nè, CoinMarketCap, CoinGecko cũng như là CoinPaprika nha các bạn. Ok, thì khi mà mình tải game về thì nó sẽ có cái ứng dụng như này nha. Mình sẽ bấm play để mình vào nè các bạn. Thì đây là giao diện của trò chơi nha. Thì giao diện tiếng Việt ha, cho nên là mình chơi nó cũng dễ các bạn. Mình sẽ vào chơi luôn nha các bạn. Ở đây thì nó sẽ có 4 cơ chế để các bạn chơi nè. Mình sẽ đấu xếp hạng, hoặc là mình sẽ chơi với bạn bè, hoặc là mình sẽ vào xem hướng dẫn chơi. Thì lời khuyên của mình các bạn nên vào cái chỗ hướng dẫn chơi này để các bạn làm quen với tựa game nó sẽ ok hơn ha, hoặc là các trò chơi khác. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần hướng dẫn mình chơi thị phạm cho bạn về cái cơ chế như thế nào nha các bạn. Mình chọn ở đây, sau đó mình vào đây mình chơi thôi. Thì ở đây nó sẽ cấp cho mình 3 con tướng và địch nó cũng có 3 con tướng nha. Mỗi một vòng như vậy mình sẽ có 60 giây để mình đi. Nếu các bạn chơi trên PC thì nó sẽ có hướng dẫn như thế này ha. Mình ghé trái nút A, mình ghé phải nút D và mình nhảy bằng nút Space nha. Rồi đây là 60 giây trong một vòng mình đi nha. Và nếu các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn sẽ bấm skip này nè, thì nó sẽ qua tour nha các bạn. Ok nha, thì bây giờ mình sẽ chơi nha. Đầu tiên á thì mình sẽ di chuyển cái con tướng này đi đến gần cái con tướng địch ha, để mình chiến đấu nó dễ hơn. Các bạn bấm nút space á thì nó sẽ nhảy lên ha. Thì đây có con tướng địch đây nè. Thì đây là các skill ha. Mình sẽ sử dụng skill đầu tiên để mình bắn lửa nó nè. Thì nó đã mất máu rồi nha. Bây giờ mình sẽ chờ hết 60 giây để nó qua một cái tour, nhưng mà muốn nhanh hơn thì mình sẽ skip nó qua, bấm nút này nè. Vì đây là cái phần hướng dẫn cho nên là team địch nó sẽ không có chiến đấu nha, mình sẽ đi chiến đấu thôi. Vì đây là cái phần làm quen á cho nên là mình sẽ đi nhanh nha các bạn. Còn nếu các bạn chiến đấu thật á thì tới lượt nó sẽ đánh các bạn nha. Còn ở đây là cái phần hướng dẫn cho nên là mình đánh team địch thôi. Thì con pháp sư này nó mỗi con nó sẽ có những kỹ năng khác nhau nha. Kỹ năng 1 là kỹ năng chiến đấu, còn cái con này kỹ năng thứ 2 là kỹ năng bảo vệ nè. Hiện tại nó đang mở khóa 2 kỹ năng thì mình sẽ sử dụng kỹ năng đầu tiên để mình chiến đấu nha. Đó thì nó mất máu rồi nha. Thì như vậy á, thông thường nha, mỗi một trò chơi như vậy á thì một vòng như vậy á mình thấy nó tốn khoảng 3 cho đến 5 phút thôi, giống như là một vòng của Liên Quân ha các bạn. Nếu các bạn chơi Liên Quân á thì một vòng game nó cũng đâu đó khoảng 3 phút cho đến 5 phút thôi, nếu các bạn chơi nhanh ha. Ok, để mình giết con này trước nha. Con này thêm 2 skill nữa là nó có thể nó lên đường đó. Vì đây là cái phần luyện tập cho nên là nó sẽ skip qua cái phần tướng địch nó đánh. Còn mình thì mình sẽ đánh tướng của mình ha.
Đây mình giết xong một con nè, thì nó còn hai con ha. Thì tương tự như vậy á, mình sẽ skip qua để mình qua một cái tour khác mình đi. Thì bạn thấy cái cơ chế game nó cũng tương tự như tựa game Guinea ha, chơi nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ lựa góc mình nhắm bắn, và mình sẽ đi lựa góc để mình trốn. Mỗi một vòng như vậy nó sẽ cho mình là 60 giây để mình canh góc mình bắn. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua tiếp cái con tiếp theo nha. Tới vòng của địch á thì nó sẽ skip qua cái phần đánh. Con này nó cũng mất máu nè, còn có 43 máu nè. Thì bây giờ mình sẽ đi nhanh luôn nha. Chết một con nữa nè, thì bây giờ còn một con nữa nha. Một con thì nó nằm ở dưới đây nè, nằm lòng vòng vòng dưới đây nè ha. Nó trốn rất là kỹ ha, mình phải để ý mới được. Nhưng nó trốn trong đây nè. Đây nó trốn trong đây nè ha các bạn. Một con này nó trốn rất là kỹ nha, cho nên là mình phải để ý mới được. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái con này để mình qua mình giết nó. Đây, con này thì cái skill nó là đánh tầm gần. Ok, vậy còn thêm một màn nữa, khả năng là mình giết được con này ha. Nếu như mà các bạn sử dụng NFT các bạn mua thì con tướng các bạn sẽ mạnh hơn nha. Vì con này free á, cho nên là mình đánh nó cơ bản thôi. Khả năng con này chết còn 6 máu ha, cũng trâu ghê ha. Ok, để mình lấy con này mình diệt nó luôn nha. Ok, xong cái vòng game nè. Đó thì mình chiến thắng cái vòng này ha. Vì đây là cái phần luyện tập ha, cho nên là địch nó sẽ không có giết được mình. Mình chỉ giết địch thôi. Thì sau một vòng như vậy á, thì mình sẽ nhận được phần thưởng nha. Nhưng mà với cái phần hướng dẫn chơi này thì sẽ không như các bạn. Các bạn sẽ có được những cái vật phẩm nó cấp riêng cho các bạn nè. 3 giờ chơi thì nó sẽ cấp cho mình cái này, 6 giờ chơi thì nó sẽ cấp cho mình cái này ha. Các bạn sẽ vào đây để checking ha. Phần cài đặt này á, thì nó không có gì đâu. Các bạn sẽ cài đặt về âm thanh nè, về âm nhạc, rồi về hiệu ứng ha. Hoặc là các bạn sẽ setup về ngôn ngữ. Đặc biệt là tựa game này có ngôn ngữ tiếng Việt ha, cho nên là mình chơi nó cũng dễ hơn. Còn về cơ chế xếp hạng á, là mình sẽ leo rank á. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn chọn. Đó thì ở đây nó sẽ thể hiện những cái con tướng của các bạn nè. Nhưng mà ở đây mặc định nó chỉ có 3 con thôi. Còn nếu các bạn mua thêm thì nó sẽ có thêm nha. Mỗi một con như vậy nó sẽ có những cái kỹ năng khác nhau nè. Các bạn có thể lựa chọn những kỹ năng này. Ví dụ như kỹ năng này á, thì thông tin của nó nè là cầu lửa nè ha. Rồi kỹ năng này á, là phòng thủ nè. Còn kỹ năng thứ ba của nó là chiêu cuối á, thì nó sẽ có được một cái skill đó là mình dịch chuyển ha. Đó. Còn cái con này á, thì nó sẽ có những cái skill khác nhau nha. Đó thì chiêu này á, là cái chiêu vụ nổ nè, lúc nãy mình sử dụng nè. Còn chiêu này á, cũng là một chiêu dịch chuyển ha. Đó thì mục tiêu như vậy nó chỉ có 3 con ha. Các bạn có thể xếp những cái con nào cho nó phù hợp các bạn chơi. Sau khi mà cảm thấy ok rồi thì bạn bấm vào chơi, nó sẽ tìm đội cho mình nha. Nó sẽ tìm đội phù hợp. Đơn giản như vậy thôi ha các bạn. Thì với cái hình thức leo rank á, thì nếu các bạn thua á, thì các bạn sẽ nhận được kinh nghiệm cũng như là những cái phần thưởng phụ. Còn chiến thắng á, thì bạn sẽ nhận được phần thưởng nhiều hơn nha. Và trong quá trình chơi á, thì nó sẽ gớt ra cho bạn về token sàn. Các bạn có thể dùng token sàn đó để mua thêm những cái skin như là nón nè, áo nè, hoặc là trượng để tăng thêm chỉ số trong skill của bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng token để mua các con tướng khác để giúp cho tướng của bạn mạnh hơn. Hoặc là muốn nhanh hơn thì các bạn sẽ đầu tư mua ha. Mình thấy giá mấy con tướng này cũng khá là rẻ thôi. Thì trò chơi này nó cũng đơn giản thôi bạn. Nó chỉ có 4 cơ chế để các bạn chơi ha. Về xếp hạng nè, rồi về đấu với bạn, phần hướng dẫn cũng như là các trò chơi phụ ha các bạn. Và trong quá trình chơi á, thì các bạn sẽ nhặt được những cái vật phẩm khi mà các bạn hoàn thành một cái vòng đấu nha. Và vòng đấu này á, mình sẽ có 3 con tướng chủ đạo. Thì mình sẽ sử dụng kỹ năng để mình chiến đấu. Và mỗi một tour như vậy của nó là 60 giây ha. Thì tựa game này nó chơi cũng giống như là Guinea các bạn. Nếu các bạn đã từng chơi các tựa game tương tự như Guinea hoặc là tựa game Guinea thì tựa game này các bạn sẽ làm quen rất là dễ ha. Ok, thì như vậy mình cũng đã chia sẻ với các bạn về tựa game Visor cũng như là hướng dẫn các bạn chơi tựa game này như thế nào ha. Thì đây là tựa game free to play, các bạn hoàn toàn thể chơi miễn phí để kiếm tiền ha. Còn nếu các bạn muốn đầu tư thì các bạn có thể lên chợ để mua NFT, các vật phẩm phụ hoặc là NFT land để đầu tư cho đội hình của bạn mạnh hơn, chiến đấu nó dễ dàng hơn, để các bạn kiếm tiền nó nhanh hơn ha các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy cái video này hữu ích thì để lại một lượt like, một lượt share và một lượt comment để giúp cho kênh của mình phát triển hơn nha.